Trước thông tin bệnh nhân 785 làm việc trong khu công nghiệp Thăng Long 2 dương tính với COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Mỹ Hào đã triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch trên địa bàn. Ca bệnh nhân 785 là nam giới, 42 tuổi, ở Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, là giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Nippon Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thăng Long 2. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 8 khởi phát ho, ít đờm. Đến ngày 6 tháng 8, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua giả soát của các cơ quan chức năng, công ty cổ phần thực phẩm Nippon Ham Việt Nam có 98 công nhân lao động thuộc 8 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 huyện, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Tại thị xã Mỹ Hào, có 45 người ở 21 thôn tổ dân phố thuộc 10 trên 13 xã phường. Riêng xã Dương Quang có 3 trường hợp tiếp xúc gần với F0 được xác định là F1 và 26 trường hợp F2 và 38 trường hợp là F3. Trong đó, có 1 trường hợp đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. 2 trường hợp được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã, còn lại đang được cách ly tại gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không cần thiết như nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí và phun thuốc khử trùng toàn bộ 7 thôn trên địa bàn xã. Thì trên địa bàn Dương Quang là có 66 trường hợp liên quan đến tiếp xúc từ F1 đến F3. Chúng tôi đã ra quyết định và cách ly tại gia đình. Đồng thời thì hàng ngày là chúng tôi cử cán bộ nhân viên y tế cùng với lực lượng công an viên đến tận hộ gia đình để đo thân nhiệt. Đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào đã đưa 9 người đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thị xã và 7 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Các ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng phun khử trùng tiêu độc tại các gia đình của những trường hợp F1 và tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần đối tượng nguy cơ cao. Hiện nay chúng tôi rà soát trên địa bàn thị xã là có khoảng 360 trường hợp có liên quan đến việc tiếp xúc gần và thực hiện các cái biện pháp phun khử khuẩn, xử lý các cái khu vực mà có nguy cơ lây nhiễm cao. Và chúng tôi cũng cho triển khai khởi động ngay cái khu cách ly tập trung của khu vực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Hiện cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động khai báo y tế, công khai danh sách người lao động tại công ty cổ phần thực phẩm Nippon Ham Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả.